Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. For refuge I go to the Buddha for the fourth time, the second time and the third time. For refuge, I go to the Dhamma. For the first time, the second time, and third time. For refuge, we go to the Sangha. For the first time, the second time, and the third time. Buddham saranam gacchami dutiyam bi. Buddham saranam gacchami tatiyam bi. Buddham saranam gacchami dhammang saranam gacchami dutiyam bi dhammang saranam gacchami tatiyam bi dhammang saranam gacchami sangham saranam gacchami dutiyam bi sangham saranam gacchami tatiyam bi sangham saranam gacchami. Dear Dhamma sister, brother, good evening. Today is May 3rd, 2022. We are at Pap Nhang Temple on Zoom of Buddhist study. But upon, we would like to pay homage to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Today, we would like to wish the Sangha full of peace, joy, happiness, and understanding. Right now, we would like to invite the Sangha to give learning and discussing the Bikwe Teaching Sutra discovered on the Sutra before the Buddha passed away. Right now, we would like to invite the whole Sangha to give daily chanting right now. Okay, now I would like to say, and then our time, yes. Cho có gì thấy đoàn về có gì thầy đang vào trong Zoom á, có gì chút rồi thầy gọi lại nha, còn 2 tiếng sau nha. Dạ. Ok, now today I would like to share. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Open verse. The Dhamma is deep and lovely. We now have a chance to see, study, and to practice. We vow to realize its true meaning. Nam mô the fully enlightened Buddha. Nam mô the fully enlightened Buddha. Nam mô the fully enlightened Buddha. Great lesson of gratitude to the Buddha Chuan, the one Buddha, the teacher of this honorable spiritual leader. The teacher is the most worthy to be made upbringing to. The teacher is endowed with right understanding and boundless love. The teacher is endowed with perfect wisdom and virtue. The teacher has skillfully crossed over to the orders of liberation. The teacher knows the world thoroughly. The teacher had the ability to transcend this all living thing and living being on earth. The teacher of gods and human being. The teacher is a fully enlightened and awakened one. The teacher deserves to be best honored and respected in the world. Namo the Buddha Chuo. Great lesson of gratitude to the Dhamma Chuo. The Dhamma Chuo of the one of one that had been well proclaimed by the Buddha himself is very practical in the present, had value beyond time, had the ability to transform one's body and mind, had the ability to extinguish the development of greed, anger, delusion, arrogance, doubt, wrong will, etc. Taking refuge in the Dhamma, worthy people who can cultivate themselves, master the Dhamma. Come and see, come and hear, come and learn, come and understand, come and practice, come and enjoy the flower and fruits of peacefulness and happiness right here and right now in the present life. Namo the Dhamma Chuo. Great lesson of gratitude to the Sangha Chuo. The Sangha Chuo of the one, one either community, traveling on the really good, true, honest, beautiful and appropriate path. The community following the Buddha Dhamma, practices the Buddha Dhamma and live correctly with the Buddha Dhamma.
In the noble community, there are those who have attained and are attaining the first holy fruition, the supreme enterer, the second holy fruition, the once returner, the third holy fruition, the non-returner, and the fourth holy fruition. Arahant comprises of forbear and a fruition of holy people, accomplished on its path of virtue, meditation, wisdom, deliverance, and deliverance with understanding. This community deserving to be taken refuge in, served, respected, honored, admired, and made offering to. In the field of good merits for people to sow and to plant, Namo the Sangha Chuo. Reclassing of gratitude to the Dhamma precept. The Dhamma precept of the one, the discipline, Vinaya, Pramafunaja, Sangha, receiving, practicing, spreading, and observing. Are the perfect precept body, are the never broken precept body, are the never polluted precept body, are the never spoiled precept body, are the never mingled precept body, are the never the precept body praised and admired by white people, are the precept body with the ability to rotate freedom, and the precept body leading earth to fearlessness, and the precept body leading earth to virtue, meditation, wisdom, deliverance, and deliverance with understanding, and the precept body leading earth to peacefulness and happiness forever. Namo Buddhaya Dhamma precept body. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thank you, Dhamma brother and sister, for your listening to daily chanting number 2. Right now, we would like to invite the Sangha to keep learning here. This is a review this paragraph. Today, May 3rd, 2022. If you do not transfer anger, you will truly blame worry people. It is just like the clear sky, but there is a thunder rising. It is not rise at all. This is not the appropriate thing for you, on. This paragraph we studied 3 days ago. Now only review. New paragraph for the Sangha today. Dear disciple, when becoming monotheist, saving up your beard and head hair, you yourself should rust your head and remember. Do not use secular commentaries and document. You should put on monotheist saffron robe over your shoulder. Hold the bows to go forearms and use arm foot meditation, mindfulness, and awakening to nourish and control your body and mind. Your body and mind. In Vietnamese, các đệ tử thân mến, Đức Phật dạy các đệ tử thân mến. Cái đoạn văn này Đức Phật nhấn mạnh về người xuất gia nha quý vị ha, hay là có thể là người hành giả, là người xuất gia đó. Khi mà trở thành người tu, monastic people, là người tu, người xuất gia đó, là cạo bỏ rau và tóc. Nha, birds and head hair, tức là cạo bỏ râu tóc, thì chính quý vị á, là Đức Phật dạy đó, chính quý vị á là sao, là nên á nên xoa đầu và nhớ rằng tự xoa đầu và quý vị tự nên xoa đầu và nhớ rằng đừng có sử dụng cái gì, cái cosmetic, tức là những cái mỹ phẩm á, và cái đồ trang sức có tính cách thế tục. Secular cosmetic là những cái mỹ phẩm và đồ trang sức có tính cách thế gian nha quý vị ha. Người tu không có dùng cái đó, mà cái đẹp của người tu á là dùng
cái đẹp của người tu là dùng cái oai nghi, cái thảnh thơi, cái chánh niệm là gọi là cái đẹp của người tu. Và quý vị nên mặc cái áo màu vàng nghệ, cái y hậu bằng vàng nghệ của người tu trên vai, over your shoulder là trên vai, tức là đắp y là cái đắp y mặc áo của người tu mà màu vàng nghệ, saffron tức là màu vàng nghệ nha quý vị ha, của người tu. Và ôm bình bát để đi khất thực, to go farms, tức là đi bình bát để đi khất thực. Và dùng cái đồ ăn thức uống của người đồ ăn thức uống của người đàn na tính thí á, cúng dường, sử dụng nè thức ăn của đi khất thực nè, và thiền định nè, chánh niệm nè, tỉnh thức nè, để làm cho nó tăng trưởng hay là nourish, tức là phát triển và điều phục thân và tâm. Thì cái đoạn này nó là gì đó, bởi vì cái người tu á, là trước nhất là đối với người tu là phải cạo râu tóc, bởi vì râu tóc là tượng trưng cho phiền não, có thể đi vào thế gian, có thể hòa nhập vào thế gian, có thể làm những việc người ta không có biết được. Cho nên người tu là phải khác hơn người thế tục là cạo bỏ râu tóc và mặc áo tu, cái đoạn này vậy đó. Và đặc biệt là đã người tu rồi là không có được dùng cái mỹ phẩm, không có được dùng cái trang sức như cái kiểu thế tục, và mặc áo tu, và nhớ là dùng cái đồ ăn khất thực của người thí chủ cúng dường để nuôi thân, và dùng thiền định và cái chánh niệm và cái tỉnh thức để nuôi dưỡng và phát triển thân và tâm. Cái đoạn văn này vậy. Now dear Damasis brother, why this parable the Buddha emphasized about when we have a good opportunity to become a monastic people, with the first thing for the monastic people to shave hair, head hair and beard, because monastic people don't shave head hair and beard all the time. These are the same lay people. It's very correct. So monastic student of the Buddha should shave hair and beard. Now who become I want somebody say, well, we would like to become a monastic people. Sorry, hair and beard I keep. We keep is not good because sometimes they go society. They join society, go to society. At that time they do something wrong and nobody know themselves, know himself or herself, who are monastic people. That's why monastic people first become a student of Buddha, first shave hair, bear and head hair, different in the cows, right? And have only one buffalo, and they know, somebody recognize, oh, this buffalo, not cows. And you see, monastic people go join many people, and they know we are monastic people. If no sick hair, no sick, no sick, say up there, another time, student of Buddha, nobody know. That's why the first thing for themselves, for monastic people, say up hair, bear and head hair. And go outside, go join another people, other time, they recognize, oh, they are monastic people. For example, right now, brother Hila, lay people, for example. Near future, you become a monastic person. All the time, you say hair and head all the time. Hair, bear already say, waiting head hair. And near future, you become say up your head hair all the time. Brother Hakan recognize, oh, he like who you are. I know you. Tam Phuong already, but Tam Phuong lay people volunteer to say hair. Say bear, but waiting for wearing the robe, monastic robe, sarong robe. But right now, we study here,
and the duty for monastic people to say hair and head hair and beard first. And second, second way, monastic sovereign robe. You see, and if become lay people, become monastic people, but don't wear the monastic sarum yellow saffron robe or tama, maybe wear secular clothes or tama, the same lay people. That's why student of the monastic student of the Buddha second doing. And wear the monastic sarong robe. Number two, number three. Go for collect farms, right? And if we follow Buddhist tradition, around from 9 to 11, 9 to 10, early morning, maybe morning, go for go and collect food. Another time, depend giver, depend donor. They have something, they donate, maybe food, maybe drink, maybe banana, maybe apple, anything they like. Even the non-veg food. Maybe sometimes somebody offer fish, offer meat, because they have good heart to donate. Other time, the monk or the nun have duty to receive and would like to thank. And number three, but one thing should avoid, what monastic people don't make up. only Brother Pháp Thanh today, okay. But the monastic people wake make up or decorate our time on the face, our time not good. Because the beauty of monastic people is freedom, stability, mindfulness. Our time, this is the beauty of the monastic people. But the beauty of monastic people who make up or decorate their face, not real monastic people, right? And now that's why the Buddha say the beauty of monastic people is freedom, mindfulness, stability, Dhamma learning, Dhamma practice, all the time. This is the beauty of monastic people. So the monastic people should not make up, should decorate, because this for this temporary, yeah. This secular commercial. So like this lay people can yield, but monastic people know you, don't you? That's why we learn and we know. Near future, if Brother Hilak become a monastic people, remember that thing. Oh, now I have learned and I know. Now, before reverse time, lay people I make up, but right now monastic I don't make up. Thầy có hướng dẫn đó, tức là good idea. Thầy hướng dẫn đó là cái người tự tử Phật đó, người tu là không có được trang điểm, không có được make up, không có được trang điểm. Mà cái người tu á là sao? Là cái đẹp của người tu á là bằng cái chất liệu thảnh thơi nè, tu tập nè, pháp học và pháp hành, và cái chất an chất lạc nè, và cái chất hạnh phúc thảnh thơi nè. Còn người tu á mà giống như người đời mà make up á, trang điểm là coi như hư một hư đường hết. Ra thế nào mấy con thỏ nó gặp nó cũng thà. If monastic people who make up our time go outside, another time maybe beautiful or maybe rabbit can cast quickly. Another time the Buddha say no, monastic people should avoid that. If because if we follow secular way, secular life, our time are not monastic people. That's why we study here, and now we know, and now near future we understand, and now we do right thing. Our time are right people. Dhamma Guardian will support us more and more.
Paratham Brother Tam Phương, cô Từ Bư Lạ, cô Dự Thí, cô Dự Thành. More people have good feeling to us. More negative people and support more and more. And this Saturday, cô Dự Thành and Brother Tam Phương will go to visit the temple. And our time, okay, I know you are more negative people. You never, you are secular or mustard. I'm never you secular decoration. Oh, we are very happy to support you, banana. Eat more. And if we do the right thing, right people help us. If we do wrong thing, study but don't practice. Sometimes we only talk, only say, but nobody around us can make up trouble. That's why I study here and we know. So, remind. As a reminder, first, more negative people first should avoid makeup, avoid making a decoration. And second, collect food from giver. And number three, number two, and wear the more negative sarong robe and learning the Dharma and practice the Dharma all the time. More people support us. That's why we study here, and we know the future brother Hilak already learned and understand. So if we do right thing, at the time we can control our body and mind. More negative people do wrong thing, at the time sometimes not easy to control our body and mind, not easy. Because if you go society, go somewhere at the time, easy for a rabbit to catch us quickly. Why we do a right thing, right people support us. Do wrong thing, more people, right people reject us, avoid us. That's why we learn and we understand. We are very happy to learn step by step, and we go somewhere all the time. We have strong confidence in the triple jump, and more people support us, more people like us. Now here, this is Gatha. Gatha, when we verse of seven birds and bird and head hair. This is the gatha. When we say hair all the time, we chant this gatha. Save up birds and hair, head hair. Should have sentient beings give up rage, anger, and delusion. Obtain nirvana, true happiness. This is the gatha. When save hair and head hair, Arathama, the master and the monastic people and the Sangha, lay devotee who have good support, who are Dharma supporter, chanting this sutra, support those who want to become a monastic person. This gatha. For example, this year, next year, sometime good for Brother Hilak to become a monastic people person. Arathama, when you ready to be safe, head hair and bear, Arathama, this the Sangha gather together and they become Dhamma supporter, chanting this yatha. Arathama, around maybe if you keep your head hair, maybe long time. But if you have a good opportunity to say head hair, Arathama, I hope. Only 5 minutes the end. quickly. Thầy có nói cái bài kệ này đó là cạo bỏ tóc râu đưa nên nguyện chúng sanh, bỏ bớt phiền não tham sân si là đạt được niết bàn căn hạnh phúc. Thì những người tu á là trở thành người tu là đệ tử Đức Phật á, là cạo bỏ râu tóc như anh Tam Phương là đã cạo rồi, cho nên không đừng có lo. Cho nên ai mà trở thành đệ tử Đức Phật cạo bỏ râu tóc á, thì đọc cái bài kệ này thì khi mà trở thành đệ tử Đức Phật cạo rất là nhanh. Cho nên thầy có nói Hy Lạc đó thì trở thành để tóc râu á, thì nhiều năm nhiều tháng, nhưng mà trở thành người tu á, chừng 5 phút 5 minutes á, là râu tóc láng có hết. Hy Lạc understand Vietnamese language all the time, okay. Maybe I follow Brother Tam Phương, you are already safe, but in the future I will follow your way. Follow your way.
Yes, only 5 minutes, finish. 5 phút là lát có thôi. Còn anh mình already say, Brother Phát Thanh say, Tâm Phương already finish, and Brother Huyền Lạc say, okay, now please waiting for me. Còn cô Dụ Thành nên cô cô Từ Vi Lạc á, thì I will become a Dhamma supporter when you are ready to become a monet person or a time. I will donate some banana at the time you eat more. Cho nên chúng ta học và chúng ta biết, right? Shake off head hair là cạo bỏ râu tóc. Should help sentient là nên nguyện chúng sanh, tức là nên giúp đỡ cho mọi loài chúng sanh đó. Give up greed, anger and delusion là từ bỏ ông tham sân si. Obtain nirvana, true happiness in the present moment là đạt được niết bàn trong hạnh phúc. Bởi vì nít you see nít mean nít mean stopping, nít mean ending, nít mean season, vana means forest, forest about what, forest of rage, anger, delusion, defilement or tham. Vana is Pali language, Sanskrit language. Pali in Pali nirvana in this Sanskrit language nirvana. Nirvana means ending, stopping, season. But vana means forest of defilement, forest of greed, anger, delusion. Or time obtain nirvana, true happiness right here and right now in the present life. That's why monastic people. Who are different from lay people, because lay people have a lot of head and hair, but monastic people volunteer to stay on. That's why go somewhere and other time they know who are who we are. They know we are monastic people. If we don't say head hair, don't say beard, other time the same another religion. Six religion and another reason they never say head and hair. So Brother Hy Lạc go somewhere other time, you compare other time, maybe it's more and more itching, right? It's very good, and they use a lot of bamboo. But the modern people, no bamboo, I say a lot of bamboo. I don't use bamboo. That's why we say first we say bamboo. Second we become handsome in the Dhamma. If a Sukho become beautiful in the Dhamma. Shampoo. correct. Okay. Shampoo soap. Out of time. Very good. But the brother he like understood. And he give us smiling. Thấy người đệ tử Đức Phật, người tu là cạo bỏ râu tóc để mình đi ra xã hội người ta biết mình là người tu. Chứ còn mà để hình thức mà không có cạo bỏ râu tóc thì giống người đời, rồi bận áo tu mà trà trộn trong trong cái đời sống đó. Cho nên lấy cái chuyện phi pháp là lúc có trở ngại lớn. Cho nên Đức đệ tử Đức Phật người tu là phải cạo bỏ râu tóc, nó khác hơn người đời. Chứ còn nếu mà đã người tu rồi mà không cạo bỏ râu tóc là cái đó không phải là người tu. Cho nên Đức Phật bảo là phải là cạo bỏ râu tóc, là tóc và râu. Râu là tượng trưng cho phiền não. Mà người bỏ được râu tóc là cái giai đoạn đầu là cái phiền não đã phủ trầm. Như anh Tâm Phương đã nhẹ gánh rồi đó, tức là bỏ hết phần rồi đó. Còn phần nữa anh nói để từ từ tôi hỏi bà xã ra. So the first time for the monastic people say shampoo. Thank you, Sister Hanmin. Say shampoo soap. The third time, other time we monastic people who are so different from a lay devotee, and say head hair and beard. Other time give up development of rage, anger, delusion, hatred, ignorance. But if we this the basis meaning, if the deep meaning should learn and practice the Dhamma, our time is okay.
Như vậy cái nghĩa ban đầu á, cái nghĩa căn bản á, là cái người tu á, là phải bỏ bỏ bớt phiền não, râu tóc là tiện tượng cho phiền não, mà cạo bỏ cái đó rồi á, là cạo bỏ phiền não. Đó là cái nghĩa ban đầu. Còn cái nghĩa sau nữa thì á, là cái người tu á, là phải gì, là khác hơn người thế tục. Bởi vì người tu mà bận đồ này kia như người tục là không được. That's why we study here and we know step by step, near future, Brother Hilak have an opportunity to become, to be ready to become a monastic people person. Okay, I learned, I understood, I understand. Now, please help me out of time, Brother Hilak and Brother Pak Tan go the same way. Oh, so happy. So lucky and happy. That's why we study here today. Now, so you know the meaning of Nibbana, right? Nis means stopping, ending. Vana, forest of development. Forest of greed, anger, delusion, hatred, ignorance, violence. That's why Nibbana means stopping, ending development, greed, anger, delusion, hatred, ignorance, etc. Wrong will, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration. Depend on our Dhamma learning and Dhamma practice. That's why we ending quickly and quickly. That's why depend on our learning, Dhamma learning and Dhamma practice. So here, when your arrogant mind arises, you are aware to recognize and control it, control arrogant mind. Because arrogance is one of the negative psychologies. Those who have the thoughts of arrogance and conceit, which will burn you, burn yourself or other people when you aware of that, as monitored, who vow to live the life of peacefulness, freedom, liberation, you should practice the Buddha Dhamma well to recognize and transform them. You see, transform, recognize and transform. Arrogance and conceit will lead to dictator. This I explain, I give explaining to you. Dictator, harm oneself and other people. Khi mà cái tâm cao ngạo đó, bị nhớ nha, khi cái tâm cao ngạo á, cao ngạo của quý vị đó, ở đây Đức Phật chỉ cho chung chung nha, khi mà cái tâm cao ngạo của người tu đó mà tăng trưởng, khởi lên, arises, khởi lên, thì quý vị ý thức rằng phải recognize, nhận diện và điều khiển, điều chỉnh đó, nhận diện và điều khiển đó nha. Bởi vì cái sự cao ngạo á, arrogant á, là một trong những cái tâm lý negative, là tiêu cực nha quý vị. Một trong những one up, những tâm lý tiêu cực, không? Cao ngạo là một trong những cái tâm lý tiêu cực. Người nào mà có những cái tư tưởng mà cao ngạo, những cái ý tưởng cao ngạo và ngã mạn á, thành sư, nó sẽ đốt cháy chính mình. It will burn you, burn yourself and other people, là đốt cháy chính mình. Ý thức điều đó, là người con của Phật á, là người đệ tử xuất gia đó, thì nguyện sống cuộc đời, sống cuộc đời gì, an lạc, thảnh thơi, giải thoát. Và các quý vị nên thực tập Phật pháp tốt hơn nữa, well or better, well tốt hơn, rất là tốt, để làm cái gì, để nhận diện và chuyển hóa nó. Quý vị thấy practice, remember practice. Và cái đây thầy có viết thêm, arrogance is my explaining. Cao ngạo và ngã mạn á, nó sẽ đưa tới độc tài. Maybe brother he like understand right now in the modern time. Cao ngạo sẽ độc tài, nó hại mình, oneself, và hại other people, là hại người khác. This is very correct. Quý vị thấy nè, như vậy chúng ta thấy là cái tâm cao ngạo á, I am number one á, là coi chừng,
là số 1 á, là nó sẽ khi mà cái tâm cao ngạo mà mình nổi lên á, chẳng hạn như mình người tu rồi mà mình trở thành mình ý lại là ta là số 1 là coi chừng là hư hết. Khi mà nó cái cao ngạo nó nổi lên thì chúng ta phải nhận diện và điều chỉnh nó liền, bởi vì cái cao ngạo là một trong những tâm lý tiêu cực, mà người nào có cái tâm cao ngạo và ngã mạn nó sẽ đốt cháy chính mình, yourself. Và ý thức á, người tu á, là phải sống cái đời sống an lạc, hạnh thơi, giải thoát, và nên thực tập Phật pháp tốt hơn, better, để nhận diện và chuyển hóa khổ đau. Và cao ngạo và ngã mạn nó sẽ đưa tới cái độc tài và hại mình và hại người, cho nên nó rất là quan trọng. Now I give example right now. This Bharat, when the Buddha say, when your iron mind arises, it will burn himself or yourself. It means if we are become a norm in this case, if we become a monetized people, but we think we are number one, that is not good. Nobody play with us. Because we think I am we are number one. Now you are number 10, number 15. Nobody support us. If we think we are good person, we are good people. We never we don't talk with someone, don't talk with the student, don't talk with Dhamma friend, Dhamma sister and brother. At the time when we become trouble, we miss trouble. At the time nobody who around us support us. That's why monetized people become humble is better. I mentioned about monetized people. How about lay people? Lay people who are have arrogant. He or she or they think, they are number one. Look, somebody look down somebody who around them. You are number 10, number 15, trouble, big trouble. That's why if in the company and manager or director think, I am number one, I'm worker, helper, number 10, number 15, number 20, all the time nobody support, nobody volunteer to do a good thing for the company. That's why in this Bharat, the Buddha said this about monetized people and lay people together all the time. Very good for his students to practice the Buddha teaching together. How about those who have a lot of arrogance and conceit, and all the time they will become, right? Will become detector. It's very correct. They will harm themselves and other people. Very correct. Right now in the modern time, you see, Putin, he think in this world, this country, he say, this my country may be number one. The country who live neighbor my country, at the time maybe you are number 10, number 15, but our country number one, maybe I have a lot of money, I have a lot of weapon, I have a lot of arms. You are maybe I look down, at the time not good. Those who have a lot of arrogance and conceit, at the time they will become a dictator. It's very correct. They will harm themselves and other people. Right now we see the news, international news, and we know like Putin. Because we are monetized people, we don't mention about political news. But we only get have idea about that, but we don't discuss about that, the political news. But something good, we okay, but something not good, we don't follow. But now we study this Bharat, in the modern time, in the Buddha time, ancient time, in the modern time, the same, right? Teaching of the Buddha are effective for people in the modern time. Very correct. And we learn and we know. So we study here and we know. So here, as monetized people,
who vow to live like their life of peacefulness, freedom, liberation, you should practice Buddha Dhamma well and recognize and transform. This sentence mentioned about if, for example, if we are student of Buddha, if we have arrogance and conceit, we should recognize and transform it. Because if we think we are arrogant people, and we sometimes we think we are number one for the group of 10, we think we are number one. I am the best leader. You are maybe you're not bad leader. I am number one. We are number one all the time. Nobody holds order. That's why we practice. We are humble. The more humble we are, the more they support us, right? At that time, if we become humble, and near future we will miss trouble, and they will support us. If we think we are number one, and near future we miss trouble, and people who are around us never support us by talking, by sharing, by volunteer to help out, or some they say, okay, you think you are number one, so I don't support you by economy, by money, by helping, anything. That's why we practice humility is better. Chúng ta sẽ học cái này, chúng ta đừng có cứ nghĩ là chúng ta là có cái tâm cao ngạo và ngã mạn thì không ai chơi với mình, mà chúng ta phải thực tập cái hạnh khiêm tốn. Và khiêm tốn thì lúc đó nhiều người sẽ ủng hộ mình khi mình gặp trắc trở. Và cái người mà có cái cao ngạo thì sẽ đưa tới độc tài, thì chính họ sẽ hại họ và hại người khác. Đó là một cái nào. Dear disciple, you should watch out for mentality of adulation and flattery, which can cause obstacle for your cultivation, liberation, and Buddhist affair. To prevent the mentality of adulation and flattery, you should regularly practice humility, modesty, righteousness, and integrity, which are the best way to develop the ability and level of your cultivation and contribute to propagating the Dhamma and benefiting for the many right in this world. Đệ tử thân mến, Đức Phật dạy nha quý vị, the Buddha teach his student. Các đệ tử quý mến, là quý vị á, nên á, canh chừng, watch out là canh chừng cái tâm lý nha, mentality, tức là cái tâm vua nịnh và cao ngạo, vua nịnh và nịnh bợ nha quý vị ha. Flattery là ai vua và nịnh bợ. Adulation tức là ai vua và nịnh bợ, thì cái tâm lý ai vua nịnh bợ nó sẽ làm chướng ngại cho cái sự tu tập của mình và cái sự giải thoát của mình. Và Phật sự, pháp sự, Phật sự của mình nha, Buddhist affair là Phật sự của mình. Để mà ngăn cản cái tâm lý a du và nịnh bợ đó, thì quý vị thường xuyên thực tập cái hạnh khiêm cung, khiêm nhường. Humility là khiêm nhường, modesty là khiêm cung và chân chánh và chính trực, integrity là chính trực. Những cái thực tập những cái đó nó sẽ là con đường tốt nhất để phát triển cái khả năng và cái mức độ của sự tu tập của mình, và đâu góp phần hoằng dương chánh pháp và làm lợi ích cho số đông ngay tại cuộc đời này. Và quý vị nhớ nha, thì cái người mà thực tập đó, vua nịnh, âm nịnh bợ, duration tức là a vua và nịnh bợ, thì nó đốt cháy, nó sẽ làm chướng ngại cho con đường tu tập giải thoát và Phật sự của mình. Còn ngăn cản những cái điều đó là mình có thể
thực tập những cái điều đó, thực tập những cái khiêm tốn khiêm nhường modesty này á, thì là cái đường tốt nhất mà cho mình phát triển con đường tu tập và Phật pháp ngay tại thế gian này. Đó là cho Đức Phật dạy. Now Buddha say the mentality of adoration and of blessedery of the modesty people practitioner, we should avoid that, because if we have mentality of adoration and blessedery arathama, not good for practitioner, for Dhamma practitioner, for monastic people, for lay people, for monastic people. If we are monastic people, if we are Dhamma practitioner, we should learning the Dhamma, practice the Dhamma well, and all the time we have a lot of peacefulness, happiness, understanding, joyfulness from our Dhamma practice and Dhamma learning, Dhamma understanding, Dhamma achievement, and then all the time we have a lot of humanity, modesty, and all the time more people support us. We study here and we know near future and we understand, and all the time we are happy, become happy. This second idea in study today. Okay, now one more. Okay, now I would like right now, maybe this is another idea. Right now we already study some idea, but right now I would like to invite Dhamma brother and sister to have Dhamma discussion, and I would like to invite Dhamma brother and sister to share what we learned today. Và thầy muốn học cái này, thầy muốn mời đại chúng chia sẻ những gì chúng ta học, chúng ta biết để chúng ta thực hành cho nó đúng, rồi sau đó chúng ta học. Right now the time for us to share the main idea what we learned today, and our time, if we have if we still have time, our time we study another paragraph. Right now the time for us to discuss Dhamma discussion today. Right now we would like to invite Dhamma brother and sister to share Dhamma discussion right now. Okay, we would like to invite cô Từ Bi Lạc thôi. Rồi mời cô Từ Bi Lạc nha. Okay, thầy cô học và cô hiểu gì hôm nay? Qua mấy cái đoạn mình vừa học á, thì người tu học là trước hết là phải cạo bỏ râu tóc, vì cạo cái tóc thì chứng tỏ ra bỏ đi cái phiền não của mình nhiều. Rồi phải mặc áo màu vàng để cho khác với cái người người tu, phải khác với người trần tục, phải bỏ râu tóc, phải mặc áo màu vàng để cho khác với người trần tục. Rồi phải không có cái tâm lý ai vua nịnh bợ, vì cái đó là không có tốt. Rồi nếu mà muốn ngăn ngừa cái tâm lý ai vua nịnh bợ đó, thì mình phải thực tập cái tánh khiêm nhường, khiêm cung. Đó là cách tốt nhất để cho mình được tốt hơn. Rồi mình phải không có cái tâm tham muốn, bởi vì mình phải biết đủ thôi, chứ đừng có cái tâm tham muốn nhiều. Nếu mình biết đủ thì cái gì nó cũng đủ, còn không biết đủ thì không biết bao nhiêu hoặc đủ, bởi vì cái lòng tham của con người nó vô đáy. Mình biết đủ thì đỡ cho mình hơn. Dạ. Cảm ơn cô Tư Bị Lạc. Cái mình sẽ thảo luận cái đoạn kế tiếp. Còn mà cô nói hai cái ý trước đó hay, rất là hay. Nha.
Bây giờ thầy chuyên ngữ cho brother Hy Lạc and brother Pháp Thanh understand Portugilac idea. Portugilac idea would like to say become a monastic people first say head hair and beard. Second the yellow rope, monastic yellow rope, second idea. And practice humility and morality and reject adoring and avoid flattery. That's why monastic people should do writing. That's how more people support. Thank you, cô Từ Bưu Lạc. Right now, mời cô Du Thành nha. Yeah. Cô mở, yeah. Dạ. Thầy nghe không thầy? Dạ. Bữa nay cô nói cả tiếng Việt, tiếng Mỹ cho anh Hy Lạc luôn luôn. Dạ. To control your arrogance, you should practice the Dharma, the Buddha Dharma, to have the rightness, mindfulness, to benefit the Dharma and benefit yourself and the others. That's just I learned to like so please be aware of arrogance and don't be an arrogant. No one is perfect. Thank you. Thank rồi, you. Mời cô nói tiếng Việt cho Hy Lạc ngán luôn. Nói tiếng Việt nhiều chữ không biết thầy. Nhiều chữ Boroget không biết. Rồi chữ Buddha Dhamma không biết thầy, không biết nói. Phật Pháp tôi không biết luôn. Cô Dư Thành say nếu mà trở thành người tu đó thì cũng giống như cái ý của Từ Bưu Lạc đó, là thứ nhất là học Phật pháp hàng ngày, học và thực hành Phật pháp hàng ngày, loại bỏ những cái cao ngạo, những cái tự cao tự đại. Mà cái người tu đó, mà thực tập Phật pháp, thực hành Phật pháp, học và thực hành Phật pháp đó, thì sống cái đời sống là khiêm nhường thì rất là tốt. Cái ý của cô Dư Thành là vậy đó. Cho nên cô Từ Bưu Lạc và cô Dư Thành đều cũng đi vào cái trọng tâm cái bài học hôm nay rất là ý nghĩa. Rồi, right now we would like to invite Brother Tam Phương. You also follow Brother Hy Lạc way. And Tam mời anh Tam Phương nha. Rồi, anh nói. Thầy Di Đà Phật, bài học hôm nay thầy giải vấn đề về xuất gia. Thì khi mà mình đã học về Phật pháp nhiều, và khi mình đã muốn xuất gia rồi á, thì là phải cạo đầu, cạo râu, và cái tâm mình hướng về Phật pháp, xóa bỏ hết, coi như là buông thả hết những cái chuyện đời, tất cả những cái chuyện gì trong cuộc sống hiện tại. Và khi mình đã xuất gia rồi đó, thì mình không còn lưu luyến gì nữa. Thì theo con thấy đó, bài học hôm nay thầy giảng rất đúng. Còn mà nghĩ về mà cái tu tại gia đó thì cũng không phải cần phải cạo đầu cạo râu, nhưng mà tu tại gia con nghĩ cái đó dành cho những người mà họ không thể đến chùa, hoặc là có một cái phương tiện gì khó khăn cho họ, hoặc đi đứng gì đó, thì họ tu tại gia. Còn như thầy dạy hôm nay là vấn đề xuất gia là cạo đầu cạo râu, thì con nghĩ như cái bài học này thầy nói rất đúng. Theo con nghĩ là coi như phải lìa hết toàn bộ cho cái tâm nó an, là không dính về cuộc sống ngoài đời nữa, thì vào chùa mình xuất gia mình thấy rất gọi là better, rất good. Yeah. Rồi, cảm ơn Tam Phương. Brother Tam Phương idea, he mentioned about to be so different from a lady devotee, should become, should say head hair and beard, and wear the yellow robe and practice the Buddha teaching, the same brother Mr. Vilak mentioned about the monastic people, and spend rough time
learning and practicing the Dharma of the Buddha more and more at a time, reject the avoid secular life, secular thing. If monastic people reject and avoid secular life, at a time, they will have a lot of freedom, a lot of stability, a lot of peacefulness. From their Dhamma practice and Dhamma learning daily. That's good. Thank you, Brother Tam Phương. Yeah. Cảm ơn Tam Phương nhiều nha. Right now, we would like to invite Brother Hy Lạc. You have an idea to become a non-connected person. Right now, you have a thinking about it. Yeah. Now, wait, you mean I have to shave my head? I gotta shave off my hair. if you are ready to become a novice, monitored person all the time, well, we have a razor. I'm looking forward to it. I can't wait for the ceremony. But my thought is, arrogance and conceit will lead the dictator to harm oneself and one others. And I know we don't talk about politics because we already know who the politicians that we know are doing that. But personally, in my life, I've been in business for so long and I've seen arrogance and conceit through bosses. And I saw them hurt others, and then they eventually, a lot of them hurt themselves, and they got fired from the company. I saw a vice president that thought he was so arrogant and so conceitful that he could do anything, and the company ended up firing a vice president. So that's something that people carry with them, and it's a very negative thing. And there's a saying that absolute power corrupts absolutely. So that means when you have absolute power over something, like Gandhi, you should be humble about it. He had much power. Nelson Mandela out of South Africa had much power, but they were humble. They were about the people. They were about the heart. They were about caring. They were not about conceit and their own greed. So that will harm you. And I've seen that so many times in my life. And I think that's a huge lesson to learn. I've tried to teach my daughter that, and I hope she gets it now. And that's all we can do I like to quote, someone told me sometime, there's nobody better than you are, and there's nobody worse than you are. We're all the same, and that's why I love the phrase Adita Fat, because it's a lotus for you, my Buddha, to be. You recognize the Buddha in them, and you bow to them. You bow to their power, their Buddha, no matter who they are, because we all have the Buddha inside of us, potential Buddha. So I really love that part of today's lesson. Thank you. Thank you, Brother Hy Lạc. Today, maybe your Dhamma a little bit deeper and deeper. Very good. Very good. Chú Hy Lạc, chú có nói đó, nói là đối với người đệ tử Phật, gồm có người đại gia và xuất gia, thì không có đề cập tới chính trị nhiều, nhưng mà có quan điểm về chính trị, thì đó là cái người hành giả đệ tử Phật đó, thì như trong công việc làm ăn hàng ngày của anh đó, trong company, tức là trong công sở của anh làm việc đó, thì những ai mà có cái tâm lý cao ngạo rồi ngã mạn, thì những người đó sẽ bị chính họ sẽ bị những cái tâm lý đó đó, nó sẽ đốt họ và cháy họ. Cái đó là sự thật. Cho nên đối với người như vậy đó, thì chỉ là có cái quan điểm đó rất là hay, là anh nói là A Di Đà Phật, anh nói kiểu đó, cho nên rất là ý là mình thực tập cái tâm kim cung, tâm nhã nhặn thì được nhiều người tôn kính. Chẳng như là cái vị Thánh Gandhi,
hoặc là cái vị mà đã qua đời là cái vị ở bên châu Phi mà 10 năm ở cái nước châu Phi đó, Africa đó, thì cái vị đó là 10 năm thực tập cái hạnh kim cung, thì cuối cùng được cái chính quyền ở châu Phi họ thả ra, thầy quên cái tên vị đó rồi, nhưng mà rất nổi tiếng, thì cũng thực tập cái hạnh kim cung và kim tốn, cho nên cuối cùng được nhiều người quy kính. Cái người nào mà thực tập cái hạnh kim cung và kim tôn kính khiêm nhường á thì được nhiều người ông được quy kính. Còn cái người nào thực tập mà ngã mạn và tự cao tự đắc á là ngược lại, là ít cái người mà quy kính, mà ngược lại cái người đó là người ta chê ghét và người ta không có thích nữa. Thì anh cũng nói gì đó, ở đó à mà nói mà anh nghe vậy đó, anh ứng dụng cái lời Phật dạy là bằng cách anh hướng dẫn cái con cái của anh á, đứa con gái anh á, cho nên đứa con gái cũng nhờ cái phước của cha, cho nên đứa con gái cũng thực tập cái hạnh kim cung, cho nên rất là vui. Thì anh có nói A Di Đà Phật là tự nhiên có biết các bạn. Good job brother. Maybe go to be like we'll follow you your way. Okay, so we would like to invite Brother Pháp Thanh. You were today, you hide in the forest, in the rainforest. Now we would like to invite you to appear and to say something. You are a deep listener. Okay, good. Thank you, Thai. Yeah. Hello. I really enjoyed everyone's information today and their thoughts on today's subject. And I think Brother Helok had the Dharma rain pour on him today. So very good comments. Yes, thank you, brother. So I agree. We studied today external factors of the practice. So mainly about appearance and demeanor. So how we look and then how we act among normal people. And it's funny as I say this, because I don't look an appropriate demeanor, but but it's true. Imagine if I went around, imagine if this was makeup and I walked around with my whole face very white because I thought that very white skin was beautiful. Well, that's vanity. People, wise people would see that and recognize the vanity and say not to trust my Dharma. And unwise people would see that and think, oh, you can be as spiritual as you want and have all the makeup and fancy clothes as I can get without realizing that those things are a hindrance to the practice. So it's very important that as monastic people and even lay people who are trying to propagate the Buddha Dharma effectively in society, well, sometimes, well, most of the time, you don't get the chance to just sit down and talk with people. People get first impressions of you, and that's you're sometimes the only opportunity you have to express the Dharma. So with a humble demeanor and with modesty and action, when people look at you, they can sense the halo of economy, the halo of the Buddha about you. And they'll say, you know what? They may not know exactly what you are, but they'll know that you're a wise and spiritual person. So if you do get the opportunity to speak to them, they will listen. And you'll be able to water their flowers within their heart with your words. So I like the teaching today. One of the most practical lessons we learned today, you know, don't wear makeup, don't wear fancy clothes, be modest in action, accept your almsgiving with humility. You know, these are very simple things, but they go a long way. You know, very precious words. So thank you, Sangha, and thank you, Thai. I'm gonna go back into the forest. Bye-bye. Today, Brother Pháp Thanh sẽ also follow Brother Helok way. But both of you, we are very happy. We have a strong confidence in you, you all. Because both of you say the Dharma is real practical, very practical teaching of the Buddha. And we are very happy. Near future, the Dharma in your hand. Arsham, Moritans. Modern English language, you can say the Buddha teaching in English all the time, but Westerner understand when you say the Dharma to them. We are very happy. That's why you learn and you have material. You have Dharma material. Near future, Dharma in your hand. You
you share the Dhamma to them all the time, I'm very happy. Okay, thì Brother Pháp Thanh đó, có nói rất là hay, ý nghĩa rất là sâu sắc. Cái người mà thực tập cái cả người tu và người đời luôn, thực tập cái khiêm tốn và khiêm cung á, thì cũng giống như Hy Lạp nói đó, được nhiều người ủng hộ và rất là nhiều người ở khía cạnh nào cũng vậy, góc độ nào cũng vậy, ủng hộ rất là mạnh mẽ. Người nào mà thực tập mà cái tâm cao ngạo a dua, rồi cái tâm tự cao tự đại á, là không có bao nhiêu người á, mà cái người đó chính họ mau chết sớm, mau bị đốt cháy. Cho nên á, cái người mà thực tập được như vậy đó thì ở trong xã hội, trong gia đình, trong học đường, trong chùa cũng vậy á, là được nhiều người quy ngưỡng và ủng hộ. Cho nên á, là cái người đệ tử Phật, dù là người đời hay là người tu, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải thực tập cái hạnh khiêm nhường, khiêm cung, và càng học Phật pháp, hiểu Phật pháp và ứng dụng Phật pháp thì có nhiều chất an và chất lạc hơn. Đó là cái hạnh, đó là cái sự chia sẻ của Pháp Thanh đó. Pháp Thanh nói với Hy Lạp nói rất là sâu sắc về cái lời Phật dạy. Thì tại cái nói đó, trong tương lai gần mà nếu mà chia sẻ bằng tiếng Mỹ đó, thì Brother Hy Lạp và Pháp Thanh đó sẽ dùng cái Phật pháp bằng tiếng Mỹ để chia sẻ Phật pháp bằng tiếng Mỹ cho người Mỹ, người phương Tây người ta hiểu thêm. Cho nên đó, mình đó là giống như nói tiếng Mỹ giống như cọp nhai đạo Phật đi. Nhưng mà Brother Hy Lạp, Brother Pháp Thanh dùng hello bằng tiếng Mỹ thì trong tương lai người Mỹ sẽ hiểu nhiều hơn. We would like to support you. We will support you when you say the Dhamma in English all the time. Hi, and Dhamma sister brother, and maybe more Dhamma brother sister support you on Brother Hy Lạp and Pháp Thanh. That's why we have Dhamma material first. Near future, you said that Dhamma depend your time, depend your activity. Other time, you can make a different type of food cake. Maybe different kind of cake. Maybe if you have more time, a big cake. Maybe a little time, a short time, a small cake. And depend on your time. Right now, you have the Dhamma learning. And Dhamma practice, it's easy for you to say the Dhamma of the Buddha to someone, or somewhere and someone. Very good. Now, Sister Hanh Minh, we would like to invite you speak Vietnamese and English all the time. Brother Hy Lạp, listen to the Dhamma sharing in Vietnamese, and Brother Cao Phương and Cô Tư Bà can listen to you in English. Right now, okay. We would like to invite you. Yeah, mời cô Hạnh Minh nha. Open microphone. Dear brothers, sisters, thank you for your own ideas, and I think the humble. It's a very character, and I think it's a very good character for all of us, not for only the monks or the nuns, but I think for all of us, because if we are humble and we can respect easily and respect another people, other people. But if we are not humble, we will look down others, and it's not a good character. And if you know, I learned in Digha Nikaya, even in the Maha Nikaya. I think most of the sutra that the Buddha say us please respect order and never proud of yourself. It means we need to be humble,
And I just finished Nigha Nikaya 28. And you know, Siddhartha is his student, very good student. And Sariputta said that in the past and in the future, he knows nobody can be over the Buddha. But the Buddha, you know, the Buddha never he asked again Sariputta, why you say about that, you know? Sariputta say he know about that because he know the tradition of the Buddha become. So he say nobody can over the Buddha in this life. And you know, Buddha know that is true. Nobody can over Buddha. But Buddha heard about that, he refused, you know, and he asked it again and again with his disciple Sariputta. So I think the humble character is very, very good, and Buddha is very, very humble. He's grateful to even the enemy, you know. He's humble to his enemy too. He never feel that he over others. So I think a humble character is very, very good for all of us, not for the monk or the nun, everyone. Yes, thank you so much for your listening. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con xin nói một chút để từ cô Từ Bi Lạc hiểu ý con muốn nói là con rất cảm ơn và rất đồng ý với tất cả các vị đang nói trong đã có ý kiến trong đây. Và cái tính con nghĩ cái tính mà khiêm nhường, khiêm cung á, thì rất là tốt, và hầu hà con nghĩ là cái tính đó là phải cho tất cả mọi người chứ không có riêng gì cho người xuất gia. Tại vì cái tính đó là rất là tốt, vì nếu mà mình kiêu ngạo hoặc là nếu mà mình kiêu ngạo thì thường thường mình hay có cái tính là mình lại khi thường người khác, mà nếu mà mình có tính khiêm cung thì mình mới có cái tính là kính trọng người khác. Ngay cả Đức Phật đó, con vừa mới học bài Nikaya là tự hoan hỷ, bài Trường Bộ Kinh tự hoan hỷ bài 28, thì Đức Phật thì ngài Xá Lợi Phất đó, là người rất là đệ tử trung thành của Đức Phật, mới khen Đức Phật là trong quá khứ và trong vị lai con chưa có bao giờ con nghĩ là có người nào hơn Đức Thế Tôn, và ngay trong hiện tại thì cũng không có người nào bằng Đức Thế Tôn. Mà ngay cả nghe được khen như vậy, Đức Phật còn phải hỏi lại với lại ngài Xá Lợi Phất là tại sao ông phát ra một cái đại ngôn như vậy, bằng cách gì? Thì ngài Xá Lợi Phất nói là vì con có cái biết cái truyền thống của các bậc chứng đắc a la chánh đẳng chánh giác, nên con biết được là không quá khứ và hiện tại là không có ai bằng rồi. Tại vì hiện tại là chỉ có một Đức Thế Tôn, còn quá khứ và vị lai cũng không có ai qua khỏi được, kiểu như không có ai hơn Đức Thế Tôn đó. Tức là khi mà nghe như vậy thường thường là
mọi người sẽ thích, thích được khen, nhưng mà Đức Thế Tôn ngay cả người đệ tử trung thành của Ngài nói mà Ngài cũng không có kiểu như là không có thích mà Ngài hỏi kỹ lại như vậy. Thì con nghĩ là cái đức cái khiêm cung rất là hay. Thành nếu mà mình khiêm cung á thì mình sẽ được chứng chứng đạo nó được hơn, chứ còn nếu mà mình có cái tính cao ngạo á thì không có, thì khó thế ấy mà chứng đạt được. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính cảm ơn. Thank you for your sharing in English. Right now, to the end of today, and the more we have and practice humble character, and the more people support and give many things to us. That's why we are lay people and monastic people. We learn today, and we should apply the Buddha teaching in our daily life. To help ourselves, to benefit ourselves and other people. That's why we study here, and we know. And the more humble we are, the more people support. It's very correct. And that's why we learn. And Brother Hilak applied the Buddha teaching and to share and to teach and your daughter. And I hope our daughter will affect your good benefits from you. Very good. Okay. Hôm nay chúng ta học và chúng ta kết thúc như đây nha. Và kính đại chúc đại chúng được an lành. Right now, the time for us to stop here. And I would like to invite the Sangha, Dhamma brother and sister, to share the merits. And see you on next Tuesday. Right now, I would like to say the merits in Vietnamese and English at the time to learn here. Hồi hướng công đức tu tập hôm nay nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài. Con và tất cả mọi người cùng nhau thực tập con đường Thế Tôn mà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sharing the merits, may the merits of cultivation today be the right to all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha way together. Sadhu, lành thay, well done and excellent. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Okay. Thank you so much for Dhamma Sister Brother to learning and to Dhamma discussion together. Right now the time for us to say bye-bye and good night. See you on next Thursday. May you be well. May you and your loved one be well, happy and peaceful. Namo.